không được xỉn mà la gì, em quấn xong tự tự trị. Không, bà cứ yên tâm đi, mình cũng có học giỏi qua nên tự vệ được. Không có lợi đâu. Nghĩ sao mà quấn lại vậy? Tự vệ thôi, tự vệ không có lợi bên kia đâu. Né đòn. Tiếp tục cái kia gì đó, cái gì đó. Ai ba, Nesta, ông ơi trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Bay. Sao anh hát? Anh không biết. Dạ, dạ anh chỉ đó, anh làm lại đi. Hai ba, ủa làm lại đi. Hissa, ở trên trời xa. Có cánh chim bồ câu. Có cánh chim bồ câu. Đang bay về. Đang bay về. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, cùng với quý vị khán giả trường quay ngày hôm nay. Gì vậy? Gì vậy? Giữ ta. Tên gì? Dạ em là Đoàn Quang Thái, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là công nhân sản xuất, nhưng mà đó chỉ công việc phụ thôi. Công việc chính là dược sĩ. Quê đâu? Dạ quê ở Tây Ninh. 26 tuổi, dược sĩ. Mời bạn nữ. Chị em chào Cát Tường, chị em chào hai anh trai bên kia ạ. Chào bạn. Rồi em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Hương, em đến từ Biên Hòa, năm nay 23 tuổi. Ủa nhưng mà mình ở Biên Hòa luôn hay là mình là... Dạ em làm việc Biên Hòa chị. Vậy là hôm nay lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ đúng rồi chị. À vậy á hả? Ủa làm việc ở Tây Ninh hay là làm việc ở thành phố vậy? Em làm việc ở Tây Ninh luôn chị ơi. Căng ta. Căng ta. Bạn có đi Biên Hòa lần nào chưa? Cũng chưa có đi à. Bữa nào lên thăm trên đó một bữa đi. Không anh nói mới nhớ em ở gần trại đó anh, em không ngại gì nữa đâu. Chết. Hả? Gì vậy? Lộn hả? Dạ không chị, cái này là sở thích của em chị. Em ăn giày thường là em thích mang khác màu. Tại vì tính cách của em á chị, độc có, lạ có. Dạ lúc khi vô tư thì em ra vô tâm. Mà thỉnh thoảng thì nó có điên điên, nó có gì một chút nữa. Yên tâm không sao, bên đây dược sĩ có thuốc mà không lo. Giới thiệu bản thân mình xíu nữa đi, sở trường, mạnh, điểm yếu. Dạ, em thích là đi phượt là em thích lắm, thích vô cùng. Còn sở thích của em là nấu ăn. Em nấu không biết ngon không nhưng mà cứ nấu thôi, ai ăn được ăn không em ăn. Ủa bạn trai kia nghe kịp không? Dạ kịp ạ. Em còn cái đặc biệt nữa là nói rất là nhanh. Hình như hồi nãy anh tên Thái đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ anh có gì đặc biệt không? Ý là anh có đi phượt như em không? À có, anh rất là thích đi phượt. À, tại vì em chưa đi Tây Ninh lần nào á. À anh hy vọng sau chương trình này anh sẽ mời em đi Tây Ninh thăm núi Bà cho biết. Dạ. Lý do tại sao bạn không có bạn trai? Em hơi thu không giữ chị. Thường thì người ta tìm cách mà tiếp cận với em á. Thường thì em nói con hai câu đi mất tiêu rồi. Cái gái có sợ bạn gái không giữ phải không? Vừa thôi chứ đừng có giữ quá chị. Ví dụ không giữ là không giữ thì sao? Quánh người thẳng tay chị ơi. Quánh người? Em quánh được ai rồi? Em quánh được em trai. Hả? Em trai em với em cũng ưa quánh nhau không chị? Ủa là sao quánh nhau nữa? Tại vì dành đồ ăn chẳng hạn. Vậy thường thì mẹ mua ăn ngon là hai chị em cứ dành nhau thôi. Đánh thua cũng quánh. Quánh sao? Quánh túi bụi hay là quánh có chiêu có giỏ? Móc mắt, móc tay là làm khí thế lắm. Trời đất ơi. Dạ em chào anh. Trời đất ơi. Gái mà sao dữ vậy? Đủ nữa trời lấy chồng về rồi cãi nhau rồi sao? Thương chồng sao quánh. Trời ơi dễ thương quá mà sao? Quan trọng dữ hay không là do bạn kế bên biết điều tiết thôi chứ anh. Nóng nảy quá, mất kiềm chế nhiều khi gây hậu quả nghiêm trọng á. Không được xỉn mà la gì, em quánh xong tự trị. Không, bạn cứ yên tâm đi, mình cũng có học giỏi qua nên tự vệ được. Không có lợi đâu. Nghĩ sao mà quánh lại gì? Tự vệ thôi, tự vệ không có lợi bên kia đâu. Đòn. Thôi thôi bỏ chuyện quánh nhau đi, quánh nhau hoài bạo lực quá. Tôi hỏi bạn là nãy bạn nói có một cái việc tôi cũng thấy là lạ. Với bạn đang là dược sĩ đúng không? Nhưng tại sao bạn lại làm công nhân mà không làm cái nghề của mình? Tại vì... em muốn có thêm thu nhập để có mở tiệm thuốc là lớn. Dành dụm được nhiêu rồi? Dạ chắc cũng gần cả trăm ạ. Cả trăm? Nhiêu thì mới mở được? Dạ khoảng 300. Bạn mới kia hùng 150 được không? Để suy dạ, nghĩ được anh à, quá coi, được. Coi coi thực lực sao đã. Ủa vậy là có 150 để hùng luôn hả? Dạ chưa có chị. Vậy sao đòi hùng với người ta mở tiệm dược? Thì phải coi ảnh khả năng ảnh như thế nào rồi mới thùng được. Bệnh bệnh không có uy tín đâu nha, chưa chắc à. Ờ bệnh nhắm sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi cái việc bạn đi tìm bạn gái. Tiêu chuẩn đưa ra thế nào? Không ốm cũng không mập, không xấu cũng không đẹp, vừa là được. Chết anh ơi, em đẹp quá sao giờ? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn trai? Trải qua thì mối tình chính thức thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em là năm học lớp 5. Hả? Yêu sớm lắm à. Lớp 5 là yêu sao ta?
lớp năm là yêu đương. Yêu sao bạn kể chuyện yêu lớp 5 nghe. À lớp 4 thì cô lớp phó thì mới chỉ thích em thôi, nhưng mà tới lớp 5 thì bạn ấy tỏ tình với em, nó có yêu em vậy á. Rồi em nói sao? Dạ thì em đồng ý. Trời ơi nít quỷ, lớp 5 mà yêu đương rồi đồng ý nữa. Chào chị. Lớp 5 hả? Dạ. Sao giống chị quá vậy? Dạ. Chị mất ra vậy? Chị hồi đó lớp 5 là chị thích cái lạc anh sọc lớp 6. Dạ. Chị đó tình ảnh luôn không bộ? Hai đứa con nít quỷ. Vui mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu nhau lúc cái đoạn đó là làm gì? Ví dụ như là dạ, nói chuyện nhau nói sao? Rồi kêu nhau bằng gì? À kêu thì bạn bè thôi, với lại xưng hô bằng tên thôi. Trời ơi em nhớ hồi nhỏ mình đi học á. Dạ. Có cái môn mà chơi u á, biết chơi u không? Biết biết. Hai đứa hai bên, cái hai đội, nó đội bên kia chị đội bên này. Trời ơi u bắt cái trời ôm nhau cái sướng gì đâu. Chưa thấy bà Mai bà mất nó. Nó nghe nè, giờ yêu nhau thì bao lâu đám cưới? Nếu được thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nữa sự nghiệp em ổn định thì sẽ đám cưới. Giờ có 100 triệu, bây giờ đám cưới thì lấy tiền đó là mở tiệm dược hay là giờ tiệm thuốc hay là đám cưới trước? À tiệm thuốc xong rồi mới đám cưới. À không thích cái gì ở người bạn gái? Nhậu. Với lại nói nhiều mà có lặp đi lặp lại có một câu nói. Trời ơi nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Nhưng mà dễ thương, đẹp gái. Được. Được ha, ok chịu đi. Chịu nhục lúc không sao, đàn ông mà. Dạ đúng rồi. Có biết nhậu không? Dạ không chị. Dạ em uống bia không được, em uống rượu được. Uống gì không em? Dạ không, chỉ uống xã giao thôi anh. À nếu vậy được. Dạ. Quan niệm thế nào về tình yêu? Yêu nhau thì không có nói chia tay, sống không có ghen. Không ghen luôn hả? À ghen quá, đổ ghen ạ. Những lúc anh đổ em hay làm gì? Bật nhạc mình hát. Gì? Bật nhạc hát quẩy mình gì đó. Quẩy một mình? Theo người ta nói thì giờ là quẩy một mình gì đó. Tao giờ em thử em quẩy mình chị coi. Em mượn giấy mà chị. Sợ cái gì, mình biết quà xuống mà có gì mà sợ. Quẩy cho chị. Chị em hát nha, em hát nhạc rock cũng được vậy. Rồi, ok. Ở biên hòa nhà hát rock Sài Gòn. Ok. Rồi. Phía xa, ở mơ trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe cùng tôi, nhịp đập con tim thành phố. Vậy thôi ạ. Em làm mất hứng quá. Dạ, mình hứng lên vậy thôi rồi chị. Không quậy quá không được. Chúc làm cho bạn nó coi nha. Phía xa. Dễ thương lắm. Không cặp lại được nè. Hai người cũng khùng giống nhau à. Xí à, đi có dạ. Đi có người thân đi theo không? Dạ có chị. Ai? Em có chị gái với hai chị em tốt là hai bạn thân đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Nãy giờ quan sát em bên đây thì chị cũng hy vọng là chị giao em gái của chị cho em. Thì em ráng chị, tại vì cũng hơi cá tính một chút xíu. Đôi lúc 3-4 giờ sẽ không biết đi đâu. Nhắn tin lại hai ơi em đi đây. Mà có đi thiệt không? Dạ đi thiệt, sở thích là đi phượt mà chị. Chị Tường cũng hay nhắn tin cho bạn nửa đêm, vô nhắn cho anh Linh. Anh Linh ơi em đi đây. 3-4 giờ sáng anh hỏi em đi đâu, nói dạ em đi. Cảm ơn chị quá. Quỷ. Rồi mình có đi với ai không? Dạ có, em đi với anh chị. Rồi chào anh chị cái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Nãy giờ thấy cặp đôi này sao anh? Dạ được. Tính được mà sao cười. Được được, bên đây thì Quýnh bên đây thách bốn người, hôm nay biết rõ là em thấy đó được. Ủng hộ 100% không? Dạ em ủng hộ. À cảm ơn anh rất nhiều. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn nhau, cảm nhận về nhau, sẵn sàng. Kéo màn. Nhí nhảnh lắm à. Tính cách ok. Hát liền cho chị. Hát hai. Tiếp tục cái gì đó. Anh có món quà anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ đây là đặc sản quê anh, muối Tây Ninh. Dạ nhắm nào tặng lại anh, cái này nhiều lắm nè. Dạ. Em thích bạn hát lại cho em nghe không? Em hát lại cho anh nghe thử. Hồi nãy em hát rồi, giờ thì anh hát đi ạ. À? Chị cầm, em phải hát. Thôi, hát cho anh nghe. Dạ ừ. Hát em nha. Không em hát đi. Nhảy chung nha, nhưng mà nhảy chung với ta nha. Nhảy chung đi. Rồi, vậy đi. Dạng lên. Dạ nhảy nha. Nhảy sao em? Bắt đầu. 2, 3. Pizza, ở mơ trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Bay về. Sao anh hát? Anh không biết. Dạ anh chỉ đó, anh làm lại đi. 2, 3. Ủa làm lại đi. Pizza, ở mơ trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Dạ được.
mua giỏ cho bạn nó coi, mua giỏ cho bạn nó coi để bạn đánh, không mua thương được anh đi. Anh thử coi. Thử coi Duyệt thử coi. Trời ơi trời, vô mặt vậy ta. Em sợ quá chị ơi. Cái đó thì không bao giờ trúng. Ủa tặng muối này chi vậy? Dạ muối này ý nghĩa gì không đây? Ý nghĩa là tình tình sâu, nghĩa nặng tình sâu. Ủa sao muối mà nghĩa nặng tình sâu? Chắc là tại vì nó mặn lắm á chị. Gừng cây muối mặn xin đừng quên em anh á. Dạ, dạ đúng rồi. Nãy giờ cho em mèo rồi anh có tưởng tượng ra em như thế nào không? Nói chung là anh cũng thấy em ấn tượng. Fierce mà. Chịch xa đó. Còn may mới em đổi da dày với anh được á. Này là xì tai mới á. Dạ con người em nó lạ mà nó độc mà. Độc và lạ. Có thuốc giải độc không? Có thuốc giải độc. Anh có anh chị em gì không? À có em, anh có bốn anh chị em. Dạ anh là con thứ mấy? Anh thứ tư. Là anh con đầu không? Không. Tư. Em lộn. Nhà thì có mình anh là con trai thôi. Dạ. Vậy anh có hai anh em gái không? À cũng có. À giống em rồi. Dạ nhà em có mấy người? Dạ nhà em có bốn người luôn, hai cha hai gái. Mình cũng giống nhau. Dạ. Bấm nút đi anh. Thấy bà đâu mà bấm gì bấm. Cảm nhận ảnh thì sao? Nói chuyện một hồi thì thấy cũng vui tính. Thì vấn đề mà đi yêu xa, cho như là mình từ nay lên Biên Hòa yêu xa vậy đó. Thì anh nhắm là khoảng bao lâu thì mới xuống thêm một lần? Nếu được thì thời gian rảnh thì nửa tháng anh có thể đến thăm em một lần. Vậy nếu được tôi hả? Vậy em lên thăm anh thì sao? Quá tốt. Vậy đúng là dễ giải thiệt chứ. Dạ. Thấy khoái chưa? Khoái à. Khoái rồi. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1 hết thời gian. Rất là dễ thương. Có không anh? Bạn tên là gì? Em tên là Võ Minh Thiện. Võ Minh Thiện. Dạ. À, đang làm nghề gì Thiện? Dạ, em đang làm ở phòng kinh doanh của một công ty bán nước khoáng. Bao nhiêu tuổi? Em... Không có nói 30. Rồi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường. À. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em tên gì? Dạ em tên Mai. Năm nay bao nhiêu năm tuổi? Năm nay em 31 tuổi. 31, tên Mai. Mai hiện giờ đang làm công việc gì ở đâu nè? Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng. Mà tuổi này là cũng lớn rồi ha. Mà chưa có gia đình ha. Dạ. Mình có bạn trai chưa? Trước thì có rồi nhưng mà bây giờ thì chưa chị. Chia tay cách đây bao lâu rồi? Cũng hơn năm rồi chị. À, trong một năm vừa qua mình không có tìm được người nào ưng ý hả? Dạ chưa chị. Dạ. Hôm nay nhờ chương trình ha. Dạ. À, vậy nguyện vọng của bạn đến với chương trình, bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Em mong muốn một người bạn trai về ngoại hình thì cao hơn từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Dạ. Thân hình bình thường, không có bụng bự rồi không có gầy quá. À. Dạ. Sao ai cũng không thích đàn ông bụng bự là vì sao vậy ha? Chắc tại người ta nói là vòng 2 thì to thì lo xo thì nhỏ. Hả? Cái gì? Cái gì nói nghe tôi nghe lại coi. Cái gì mà nhỏ? Cái vụ này mới nghe nha. Cái gì các tưởng? Ta nha, làm sao? Em đâu có cái lò xo rồi đâu. Các bạn có khó tính quá không? Bạn có kén chọn quá không hay sao mà vẫn không tìm được cái người mà mình muốn? Không khó tính lắm nhưng mà cái người mà em muốn tìm cùng quan điểm của mình á thì tức là em thích một người đàn ông mà có suy nghĩ nó thoáng một chút. Đại loại như là đừng có đòi hỏi bạn gái mình là phải trinh tiết khi còn tới với mình chẳng hạn như vậy. Nói chung là nó hiện đại một chút. Dạ hiện đại một chút. Anh Linh, nó quay về cái vấn đề nãy giờ anh em mình bàn là hiện đại hay là cổ điển đó anh Linh. Bạn thích một người phụ nữ hiện đại hay là một người phụ nữ truyền thống? Em nghĩ cái sự kết hợp hài hòa thì nó tốt hơn. Thí dụ như là một người vợ truyền thống ở gia đình trong nhà nhưng mà khi đi ra ngoài ok mình có thể thoáng chút xíu. Tôi thấy người phụ nữ bên kia là hơi hiện đại chút xíu, cũng thoáng chút xíu khi mà bạn nêu vấn đề là vòng hai to thì vòng lò xo nhỏ vậy đó ha. Tôi xin hỏi bạn nữ bên kia, nếu như bạn phát hiện bạn trai của bạn đã từng sống thử. Dạ. Thì bạn tính sao? Em không có tính sao hết. Tại vì em chỉ quan trọng là hiện tại của anh ấy như thế nào thôi. Và anh ấy có thật lòng tới với mình hay không. Rồi bạn nam, nếu bạn phát hiện ra bạn nữ bạn đã từng sống thử. Nếu như mà thoáng nghe liền một cái thì đương nhiên là mình sẽ cảm thấy khó chịu. Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà mình có thể là bình tĩnh và suy xét lại nó như thế nào để mà đánh giá cho nó chính xác nhất có thể. Rồi từ đó mới đưa ra quyết định. Chứ mình không vội vàng cô sống thử vậy tôi không đồng ý.
Tại vì em lại không như vậy. Nhưng mà phải khó chịu đầu tiên đúng không? Hơi sốc đúng không? Đương nhiên rồi, đương nhiên mình phải sốc với anh. Ai cũng muốn em là số 1 của anh, ví dụ em là duy nhất của anh, ví dụ vậy. Hồi nãy giờ mình trao đổi rất là thẳng thắn với nhau về những cái vấn đề quan điểm về cuộc sống, về sống thử, về hôn nhân, vân vân. Bây giờ chị muốn nghiêng một cái hướng khác, chị muốn nói về vấn đề con cái. Dạ. Tại vì ở tuổi của mình là đã lớn rồi. Chị nghĩ phụ nữ mà sau 30 mà chưa có sinh con thì nó cũng là một cái vấn đề. Và em có nghĩ như thế nào về vấn đề con cái của mình? Em thì trước thì em có suy nghĩ là nếu như mà tới 33 tuổi mà em không có tìm được một người phù hợp và có chung cái quan điểm hoặc là nói chung là cái hợp với mình thì em nghĩ là em sẽ sinh con, tức là làm mẹ đơn thân đó chị. Em có hiểu, tìm hiểu kỹ về vấn đề này chưa? Bởi vì nếu mà một mình thì đứa trẻ nó cũng có rất là nhiều cái sự thiệt thòi đáng kể. Em đã nghĩ đến cái vấn đề đó chưa? Dạ có, em có tìm hiểu và cũng có đọc một số thông tin. Em cũng biết là nếu như mình sinh nó ra mà không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ thì rất là tội nghiệp cho đứa bé. Thì bởi vậy nên hôm nay em mới quyết định tới đây. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là quyết chí là phải lấy cho bằng được chồng, đúng không? Dạ. Cái tiêu chí của bạn về một người bạn gái như thế nào? Thật sự là em cũng thích có một cái cô bạn gái á, là một chút xíu truyền thống. Nhưng mà cộng thêm là một tí cá tính nữa. Bạn bên kia là đủ rồi đó, bạn kia rất là bản lĩnh đó. Nhưng mà về ngoại hình bạn thích thế nào? Cũng tương đối thôi, thì em thì như thế này thì mình cũng không có dám đòi hỏi gì cao. Thì cứ em ba dòng vậy thì bạn gái em ba dòng cũng giống giống vậy cũng được. Nhưng mà cái dòng 2 bớt 10 phân thì không có. Vậy thôi. Cặp này á, tôi phải coi. Chào chị. Tại vì á, đối với chương trình ngày hôm nay đó thì cái cô bạn nữ ngồi kế bên đây rất là có thiện cảm với riêng chị, nên chị phải nhảy vào bên đây để chị nhìn cái mặt của bạn trước để mình xem như thế nào. Và mình nghĩ rằng nếu mà có thể kết hợp được thì đây là một cặp rất là chín chắn. Về ngoại hình là chị thấy hai người xứng luôn đó. Hy vọng là chị nhận xét không sai và chị qua đây chị về chị sẽ nói tốt cho nó. Ok, rất là cảm ơn chị. Rất là được. Chị không có nói nhiều, chị thấy rất là được. Chị chỉ nói đơn giản, ngắn gọn, rất được. Sao mắt của Cát Tường á, rất là tinh tường. Tới bây giờ cũng chưa có chồng đó. Giờ để anh nhìn được coi sao. Chính vì nhìn tinh tường quá mới không có chọn được. Đúng ai đó. Đó Linh à. Nhìn nó khó quá thì chưa có. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Ê Quỳnh Linh, xin lỗi, chào bạn. Chào bạn. Dạ. À, Cát Tường đúng là có con mắt tinh tường. Đó chỉ tình là cảm nhận là riêng gì? Của ông Mai bà mối thôi. Còn tất cả cũng phải để cho hai người. Đúng hai rồi. Phút nhìn nhau và cảm nhận. Hai tâm hồn đồng dạng sẽ hiểu nhau. Kéo màn lên. Nãy giờ là toàn là thấy tiếng không à, giờ mới thấy hình. Anh nghĩ rằng là cái tư tưởng của em thì quá thoáng không hay là nói một cách theo như mình nghĩ á, là nó hơi thoáng thôi chứ không phải là quá thoáng. Dạ. Nhưng thực sự là có thoáng. Dạ em biết mà. Nhưng mà mình nói nghe nè, sau cái buổi hẹn hò này ha, thì chắc là Thiện có thể mời Mai á, mình đi uống cà phê này nọ, nói chuyện thêm được không? Dạ đồng ý không? Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý chuyện này đúng không? Dạ. Rồi chắc cho bấm đi đó anh Linh. Cái gì thôi đó. Sao hả? Anh không hỏi gì thêm nữa hả? Dạ. Có biết Mai có hỏi gì Thiện không ha? Anh ngủ còn ngáy không? Không, hình như là không. Không hả? Dạ, vậy thì cũng tốt. Tức là bạn không thích người ngáy đúng không? Dạ đúng. Em sợ nhiều khi mình ngủ không được mà cái người bên kia nằm ngủ ngáy khó khò, tức lắm anh. Yên tâm, mình sẽ để cho người kế bên ngủ trước. Xong rồi ha. Dạ xong rồi. Mình sao hôm nay cái nhiệm vụ của hai đứa mình nó nhẹ nhàng quá vậy anh Linh? Rồi, chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định. Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ nhấn nút để hẹn hò với nhau và ngược lại. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Chúng ta hãy bắt tay thế nào để cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp nhau. Có thể lúc trước hai bạn chưa bao giờ biết nhau và chỉ cần một chút xíu nhìn nhau, nói chuyện với nhau, chúng ta cảm nhận điều gì đó và chắc chắn các bạn đã có một cái tình cảm nào đó nhất định rồi. Chúc mừng các bạn ha. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúng ta sẽ có một thời gian rất dài để tìm hiểu với nhau và mong rằng Quỳnh Linh với Cát Tường sẽ nhận một cái đầu heo. Có không? Hy vọng như vậy. Em xin chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Hồng Vân. Xin chào bạn gái bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi.
Rồi bạn gái em giới thiệu về mình nào? Dạ em chào chị Hùng Vân, anh Quỳnh Linh và chào bên trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Hằng, em sinh năm 92, hiện nay 28 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống Hóc Môn, nghề nghiệp là kế toán ạ. Em là kế toán, em dạ. Sinh sống Hóc Môn, làm việc Hóc Môn luôn. Dạ. Ồ. Rồi, mời em trai ơi. Dạ em xin giới thiệu bản thân, em tên là Long, em đến từ Đồng Nai, hôm nay em 35 tuổi. Và nghề nghiệp của em là kinh doanh về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ạ. Dạ. Long làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng cái rồi. Cái gì Long? Dạ em tên là Nguyễn Văn Long ạ. Nguyễn Văn Long, em dạ. Sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai luôn ạ. Đồng Nai luôn? Dạ. Rồi, Long 35 tuổi. Dạ đúng rồi. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật với lại phân bón. Phân bón, dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Long? Dạ, ưu điểm của em là em làm việc độc lập rất là tốt và và biết quan tâm chia sẻ cho mọi người. Nói chung là còn nhiều, nhưng mà còn cái điểm yếu của em thì em hay hơi nóng tính, với lại nữa là hay tin tưởng người quá mức á. Ừ. Thành ra nhiều lúc hay bị những cái vấn đề gọi là rủi ro trong cuộc sống một chút xíu. Mà nhà trai, nhà gái? Em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, dễ gần và sống tình cảm. Còn khuyết điểm của em là hơi cục tính ạ. Hơi nóng tính hả? Cọc tính à? Hơi cọc tính hả? Wow, gái nhìn mặt gì mà cọc hả? Cọc là cọc cỡ nào? Cọc đúng kiểu là bình thường rất là vui vẻ, nhưng mà nhiều khi mà đụng tới chuyện hay gì mà nói nhiều quá là em cọc tính lên. Ừ, cọc là la lên. Nói hơi lớn tiếng xíu. Hơi lớn tiếng xíu chứ thường chị thấy mấy người cọc hay quăng đồ lắm á. Không, em không quăng đồ. Không đúng không? Dạ. Ừ, thôi vậy được. Đồ mình mua không thể quăng được. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ, cách đây đã được 2 năm mà. Chia tay 2 năm rồi. Dạ. Quen được bao lâu? Dạ quen được 2 năm ạ. Rồi lý do tại sao chia tay? Là thứ nhất là vấn đề địa lý xa, với anh nó hay ghen với là kiểm soát nhiều quá. Anh ghen anh kiểm soát em nhiều. Dạ. Mà tại vì anh ở xa mà đúng không? Ở xa dạ. Là ở đâu? Ở miền Trung ạ. Ở miền Trung mà em thì đang làm ở Hóc Môn, em ở Hóc Môn đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay nhau. Dạ. Ok. Bên kia có một mối tình ha, chia tay rồi. Bên em có mấy mối tình? Dạ em thì có 3-4 mối tình rồi. Dài nhất là mấy năm? Long. Dạ dài nhất là mối tình em là được 3 năm. 3 năm? Dạ. Nhưng mà sau 3 mối tình thì em cảm giác rằng lý do tại sao mình lại chia tay? Dạ nói chung là cũng nhiều vấn đề trong cuộc sống thì mình phải biết vấn đề lớn đó là gì để mình rút kinh nghiệm cho mối tình sắp tới. Nói chung là quan điểm lớn nhất của mình đó là bất đồng về cuộc sống và tính cách của nhau. Nên, bất đồng cuộc sống, tính cách của nhau là cái gì, cụ thể là gì? Cụ thể như là những cái tính cách nó tương đối là đối lập với nhau á. Đối lập luôn? Dạ thì cũng có cho nhau rất nhiều cơ hội, nhưng mà mình cảm thấy là mình chia tay thì nó sẽ đúng tốt rồi. Hơn để tính tìm kiếm được đối lập cuộc sống nhau nó thì tốt thể hơn. Quen nhau được. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ thì đàn gái. Ủa, xin lỗi hỏi bên đàn trai là em có ghen không? Dạ em cũng có chút ạ. Có ghen dạ. Và có thích kiểm soát bạn gái mình không? Dạ nói chung là em thì cũng dễ thôi, không có khó, cũng không có kiểm soát nhiều. Nói chung là trong phạm vi cho phép thôi. Trong phạm vi cho phép thôi đúng không? Chứ dạ, bên đây mà. Ta chia tay tại vì ông kia cũng ghen quá, với lại kiểm soát dữ quá mà chịu nổi chia tay đó. Phải ghen cho nó có gia vị của dạ, tình yêu rồi. Ha. Rồi bây giờ đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình như thế nào? Dạ thứ nhất là ngoại hình này cao hơn em một chút ạ. Em cao mét mấy? Em cao mét mấy? Bạn nam? Dạ em cao 1m7 ạ. Đúng rồi, đúng ý luôn, đúng dạ. Ý luôn ha. Rồi còn gì nữa cưng? Là không móng, không hô, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói, đô nguyên đầu chọc cũng được. Tức là không hói, không móng. Không hô. Không hô, không hói. Còn nếu mà lỡ hói rồi là cạo trọc luôn. Dạ. Ok. Em thấy vui quá. Rồi đó nè. Phải qua cảng liền nè, khó cái gì thì cái đó là cái quan điểm của người ta. Nghĩ sao mà vừa móm mà vừa hô thì không? Chào em, đâu có, không móm, không hô, không hói, mà tỷ dụ mà lỡ có hói một chút xíu thì cạo luôn. Cạo đầu luôn là chấp nhận cạo đầu luôn. Chấp nhận cạo đúng không? Dạ. Cạo đầu đẹp trai đúng không? Giống Phan Thanh Tùng ạ. Giống anh Thanh Tùng hả? Thanh Tùng. Thanh Tùng đúng Tùng không? Tùng hài đó. Thì đúng rồi. Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng. Phan Tùng. Vậy là mẫu người là Phan Đình Tùng đúng không? Mẫu người lý tưởng là Phan Tùng. Dạ, mẫu người là lý tưởng là anh Quỳnh Linh ạ. Ai? Anh Quỳnh Linh. Anh Quỳnh Linh, mẫu người lý tưởng là anh Quỳnh Linh. Đó là có chút. Hói cạo luôn đi, cạo đầu đi. Anh có hói không nè, coi có hói không nè. Có hói không vậy, hói không? Anh hài hòa không đẹp. Không hói. Hói hài hòa.
tôi nói thiệt với ông là ông tự nhận ông hói thôi, chứ chưa, tôi chưa thấy một người nào nói là ông hói hết. Dạ. Tôi nói thiệt luôn á. Có nhiều người nói Linh hói. Cái những người đó là họ họ ganh tị với ông hay sao chứ ông đâu có hói đâu. Ừ. Từng tuổi này mà tóc như vậy là perfect. Rồi, okay. Rồi. Cảm ơn ha. Yeah. Không hô, không hói, không móm. Rồi cái người nào mà mó hói mà hô mà hóm móm. Ba trong một chắc chết luôn, luôn á. Ừ. Ơi. Còn em sao nè? Em sao? Em mẫu hình giống anh á, còn ơi. Em giống anh không? Mẫu hình của em á thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắc khe quá đâu. Em thì cứ một người con gái gọi là sống sống có tình cảm, sống thị chung và có trách nhiệm với gia đình là ok. Rồi cái ngoại hình sao nè? Ngoại hình thì tương đối một chút xíu thì càng tốt. Ví dụ cao bao nhiêu nè? Chung là cao 1m, từ 1m55 trở lên là được. 1m55, mét nhiêu nè? Em 1m58 hả? 1m58 hơn luôn, hơn 3 phân luôn. Rồi sao nè, tóc tai sao? Dạ tóc tai thì nói chung là tùy khuôn mặt của bạn gái nếu mà đẹp. Nhưng mà em thích tóc dài hay tóc ngắn? Em thì tóc nào em cũng thích hết. Bộ này tóc dài tóc ngắn cũng nhưng đẹp. Nhưng mà trừ đầu chọc. Đừng có đầu chọc. Nói chung là bây giờ em cũng là không hô, không hói, rồi dạ. Không móm luôn đúng không? Em chắc là vậy. Đó thì đó họ đồng quan điểm mà. Dạ. Đúng không? Khi người ta xinh đẹp thế. Ủa thì người ta cũng thì rõ ràng bạn này không bị ba cái đó luôn. Tôi mà tôi có người yêu tôi phải chọn phong xong là không có mập. Ý đỡ không mập. Người thấy kỳ không thiệt á, không lẽ muốn bỏ chương trình không có dẫn nữa chứ thực sự luôn. Thôi, chán trường cái ông mối này đến cái mức mà thiệt á, thiệt tôi muốn gây lộn ghê á. Nói chứ em đi dạ. Với ai hôm nay? Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em họ của em ạ. Em họ. Rồi nhà trai cho ý kiến coi nè. Hiền đúng không? Em thấy đẹp không? Xinh ha, chị xinh ghê luôn á, đó. Rất xinh luôn. Và em thấy là có hợp với anh của em không? Hợp đúng không? Gặp em nhấn nút không? Nhấn liền đó. Nghe vậy là hiểu à ha, hiểu à ha. Được. Còn em, mọi người biết sao không? Thực ra là vậy nè, Vân với Quyền Linh có một cái á, cứ xung đột với nhau á thì là các cặp đôi họ sẽ rất hợp với nhau. Còn nếu mà hai đứa mà cứ yêu thương trìu mến nhau, nhường nhịn nhau là các cặp đôi họ không chọn nhau. Không hiểu lý do tại sao cho nên bây giờ chúng tôi phải... Đấy, cặp đầu tiên đó, thấy chưa? Thì đó, bởi vậy tôi không có ưa ông. Tôi không ưa ông. Và tôi muốn ưa cái cặp này để cho hai cặp này. Em đi với ai? Dạ, em đi với bố mẹ và bạn thân à. Dạ, xin mời gia đình bên đàn gái. Kính chào hai MC, dạ. Tôi là mẹ, là bố của bé Hằng. Hôm nay được tham dự chương trình của bạn nhà họ của con gái. Hôm nay thì nói về kết quả con gái tôi thì trước mắt là tôi nói cái kết quả trước cháu là đàn người trong tính tính cầu tính. Còn về ưu điểm, cháu hiền lành, có hiếu với cha mẹ, chịu khó, hiền lành, cẩn thận, tính gọn gàng. Còn riêng cháu trai thì chú nhận xét như thế này. Đối với chú thì tôi thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất để kinh tế được. Chứ còn riêng chú của cháu là bây giờ cháu ở Đồng Nai, cháu ở tỉnh huyện nào? Dạ, con ở huyện Tân Phú ạ. Thì chú nói cho cháu biết là gia đình chú thì được có hai đứa con gái. Cháu Hằng là con gái đầu của chú. Dạ. Còn cái con gái thì hôm nay cháu đi học quân sự nên không đi tới được. Dạ. Thì hôm nay thì chú chỉ biết là nếu hai con là có duyên với nhau thì có một cơ hội của bố thế thôi. Rồi, dạ. Trời ơi. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bố. Rồi, mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Chào em. Em chào anh. Anh có món quà tặng dạ, em. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Đâu coi mở quà đi cưng. Dạ, hai bên đều mở quà coi nào. Nha. Vui nhất là cái lúc mở quà. Cái này là cái vỏ gối em theo nha anh. Vỏ gối hình chanh theo.
Cái này thì em mới thuê được 50% thôi, nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em sẽ thuê tiếp phần còn lại. Ok, cảm ơn em nhiều. Và anh cũng thấy nó rất là dễ thương. Dạ, và rồi, cũng hy vọng rằng sau này anh em cùng hợp tác lại và theo nốt bánh trần. Dạ rồi, lại. Cảm ơn. Dạ. Rồi em mở quà của bạn gái ra đi. Dạ cho em. Lên coi anh cất kêu cho. Dạ. Phụ cho trợ lý tình yêu. Dạ anh sẽ cuối cũng quà của anh. Anh có một cái đồng hồ cũng gửi tặng em thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà cũng vô tình thôi. Dạ. Nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em. Để đem cầm cho mình. Gì vậy? Cái đó là gì vậy? Nó bị ngược rồi, bị ngược rồi. Đồng hồ. Đồng hồ hả? Tại sao em lại tặng đồng hồ vậy? Dạ nó cũng có cái ý nghĩa. Ừ, em nói ý nghĩa đi. Dạ cái đồng hồ thì nó cũng có ý nghĩa là nó tượng trưng cho thời gian ạ. Và khi mà cái thời gian, em cũng muốn rằng là cái đồng hồ tượng trưng thời gian. Và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em cũng có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Dạ, em cảm thấy cô đơn gì đó. Với thứ hai nữa là tượng trưng cho một cái cột mốc là ngày hôm nay là cái ngày gặp gỡ và ngày kỷ niệm gặp gỡ của hai đứa mình. À, em cảm ơn anh ạ. Thôi trò chuyện cảm nhận về nhau đi. Dạ. Lần đầu tiên gặp mặt đó mình cảm nhận đối phương thế nào? Em nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh? Thì em thấy anh ngoại hình rất là đúng mong mong ước của em là cao hơn em. Và nhìn anh rất là hiền lành và chân thật rồi. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em không? Em có, anh thấy cái mẫu người của anh có giống cái gu bạn trai tìm kiếm của em không? Không biết anh có bên đạo không anh hả? Anh thì không có bên đạo. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc. Có biết chơi thể thao không ạ? Nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi. Nhưng mà anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh chơi rất là nhiều. Dạ. Em có thích xem đá banh không ạ? Dạ có ạ. Vậy hả? Rồi, ok. Đã có gì em với anh cùng xem chung. Đúng rồi. Anh rất thích là xem đá banh. Dạ. Nhất là những ngày cuối tuần. Dạ. Và khi có đội tuyển Việt Nam đá thì anh rất là thích. Em cũng mê đội tuyển Việt Nam. Rồi, ok. Dạ. Vậy là anh thấy chúng mình cũng có cái hợp. Cùng gu rồi đó, cùng gu rồi đó. Hiện đang anh đang ở Đồng Nai, em thì ở Hóc Môn, thì không biết thời gian hẹn hò như thế nào vậy anh? Anh thì công việc của anh cũng rất là nhiều, nhưng mà anh sắp xếp được hết mọi thứ thì nếu như mình đến với nhau được thì một tuần anh có thể thăm em một lần. Và khi anh cũng ở rất là xa, không phải là ở gần đây, nên nếu mà mình đã quen nhau rồi, em có thể sắp xếp thời gian xuống cho anh thăm anh được. Dạ, nếu mà tình cảm đủ lớn thì có thể sắp xếp được ạ? Đúng rồi. Dạ. Cái quan niệm về tình yêu của em là sao? Em nghĩ nếu mà muốn một tình yêu mà như mình mong muốn á, thì nhất là mình phải biết chia sẻ với nhau, phải sống chân thật và chung thủy, phải có trách nhiệm nữa. Đúng thì rồi. Tình cảm mới lâu dài. Dạ. Anh cũng nghĩ như vậy. Dạ. Nếu mà người ta cưới nhau về đó thì tiền bạc ai giữ ha, rồi phát triển kinh tế làm gì, mình về đâu, có làm dâu hay không, mình bàn luôn đi. Em hiện tại giờ là em đang làm công việc gì anh? Hiện tại em đang làm kế toán hả? Kế toán hả? Dạ. Chắc có lẽ là anh với em cùng nghề, anh cũng là kế toán nhưng mà anh lại không làm việc về nghề liên quan tới kế toán, tại vì anh về đang kinh doanh. Anh kinh doanh là anh kinh doanh tại nhà hay là anh phải là đi thị trường? Anh kinh doanh tại nhà. Dạ. Có nghĩa là anh làm chủ đúng không? Anh dạ. Làm chủ cái công việc kinh doanh của anh. Dạ đúng, đúng rồi. Không nè? Dạ đúng rồi. À, nói chung là bạn này là bạn cũng là giám đốc á, giám đốc bản thân mình luôn á, ông chủ chứ ha, ông chủ dạ, thì đúng dạ, hơn, dạ. Ông chủ. Ừ. Bây giờ có nhà, có cửa, có đất, có đai để chuẩn bị lấy vợ chưa nè? Dạ đất thì cũng có, nhà thì em cũng có ở luôn. Dạ vì em cũng ở đang ở kinh doanh và em ở riêng với gia đình, chứ em không ở chung với gia đình. Là nên tức là em không có ở chung với gia đình hả? Dạ đúng rồi, tại vì em công việc kinh doanh của em thì ở một nơi và gia đình ở một nơi, nên em làm việc là em ở tại chỗ, em làm việc luôn. Ở tại chỗ em làm luôn? Dạ, là cái rồi. Đó là cái nhà hay là cái đất? Dạ, em ở nhà đất luôn ạ. Ở nhà, nhà coi và... như là nhà và đất luôn. Dạ đúng rồi. Cha ông chủ giàu quá ông chủ ơi. Trên cái đất đó là có nhà luôn, có cả một cái công ty luôn đó, xí nghiệp chứ. Nếu mà phân dạ, bón là cái xưởng kho thôi. Thì ý dạ. là mình nói là về phân bón mình gọi là xí nghiệp đúng không? Còn dạ. về máy móc thì mình sẽ gọi là công ty, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ là mình bước tới cô gái, mình nắm tay cô gái, mình hát bài nào đó để mình truyền dạ. cảm xúc, mình cảm nhận về nhau đi để chúng mình dễ quyết định hơn. Đó. Dạ. Đúng rồi.
Nói chung là cái lần đầu tiên gặp em á, thì anh thật sự là cũng rất là rung động về cái ngoại hình của em, và em nhìn em rất là dễ thương. Và anh cũng mong rằng chúng mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đi đến một cái kết cục nó tốt hơn, tốt đẹp hơn. Thì này em có một trò chơi nhỏ dành tặng anh. Anh chỉ có hai câu trả lời, một là ơi hoặc là ừ. Em là người hỏi, còn anh là người trả lời. Rồi em ký ra câu anh hỏi. Anh ơi. Anh ơi. Anh có thấy em quen không? Có. Là quen nãy giờ đó. Không, ý là trước đây anh đã có thấy em có quen không á? Có, anh có, hình như là anh có một cái gọi là có giấc quen nào đó là anh gặp gỡ em từ lúc nào. Chứ em là nhìn thấy anh quen lắm á. Vì nhìn anh với đống con rể tương lai của mẹ em. Trời ơi đó. Trời ơi. Cô bé này dí dỏm lắm nghe. Và em cũng có một bài hát, tự nhiên anh nhớ tới thôi. Thì em không nhớ cái tựa đề nhưng mà em sẽ hát luôn nhé. Rồi. Dạ. Từ khi anh nói chỉ yêu mình em, cuộc sống trong anh bỗng nhiên đổi thay đẹp sao. Được yêu em, thương em, đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Trời ơi. Ê, tôi thấy lên đây. Tôi ông bắt tay cái tôi thấy tôi với ông gây lộn nhau có hiệu quả chứ sợ luôn. Thấy không? Thật sự luôn. Thôi mình cứ gây nhau đi nhé. Rồi vậy đi. Hai bạn về. Hai đứa dễ thương quá. Thiệt. Bạn này rất chân thành khi mà bạn bạn hát là chị thấy cái sự chân thành. Mà em thì vô cùng duyên dáng và dí dỏm. Nói thật sự là như vậy. Thôi để tay đứa về ghế đi. Chúng ta để tay vào nút bấm và đi đến quyết định. Bên tay trái. Tay cơ. Chương trình đã chọn hồ sơ theo yêu cầu của các bạn. Cả ngàn hồ sơ mới ghép được một hồ sơ với nhau. Một cặp đôi với nhau như vậy là chúng ta đã có duyên rồi. Vấn đề có nợ hay không, ngay bây giờ các bạn sẽ quyết định điều đó. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút để chúng ta hướng tới một tương lai, chứ phải bấm nút để đi uống cà phê. Thế đó, kiểm tra lại cảm xúc của mình nha các bạn. Nếu mà mình thấy nếu được, mà mình thấy đủ rồi á thì mình bấm. Cứ bấm, mình không cần chờ đúng đếm đó. Luôn á, trong khi ông thầy ông thuyết giáo gì kệ ổng đi, mà mình thấy đủ rồi là mình bấm một cái cạch. Thích thì mình bấm đó, không thích thì không cần bấm. Rồi. Để nó bấm nó cho người khác. Bắt đầu đếm. 1 2 3 đó, tôi nghe hai cái cạch rồi, yên tâm rồi. Chúc mừng. Nào nắm tay nhau, xin phép cho gia đình, cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, tìm hiểu với nhau và hứa cái gì với gia đình để có cả bố mẹ luôn nè. Dạ con xin phép cho con xin phép gọi là cô chú thì cũng là cái duyên gặp gỡ chương trình, thì con gặp biết được đến bé và gia đình, thì con cũng mong rằng gia đình và bé cũng tạo cho tụi con có những cái cơ hội để gặp gỡ và hẹn hò và đi đến được hôn nhân được, thì là một cái kết quả rất là tốt, rất là mỹ mãn. Rồi, xin phép bố mẹ cho hung em luôn, hung trên má của em. Dạ, em xin phép gia đình cho hung, hung bé một cái Em biết hết. Dạ. Rồi, thiệt là đáng yêu luôn á, thật sự. Em gái cảm giác thế nào? Thấy nó lần lần với ấm áp hả? Ôi, lần lần với ấm áp thôi, thế là đủ rồi. Hai bạn đã có cái nhìn chạm vào nhau rồi đó. Vấn đề chúng ta chăm sóc cái cảm xúc đó, chăm sóc cái ngày gặp gỡ ngày hôm nay. Anh nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ thăng hoa và các bạn sẽ tìm ra cái chân lý của hạnh phúc nha. Cảm ơn anh. Chúc hai em sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Cảm ơn chương trình.